Kính thưa quý vị thân mến, một cái hoàn cảnh mà Thánh Nguyên hôm nay đến thăm, đó là một người đàn ông khá là hung dữ qua cái lời kể của bà con hàng xóm ở đây nha quý vị nhá. Không ai dám lại gần. Anh này anh sống lủi thủi trong nhà một mình, không có tiếp xúc với bất kỳ một ai. Đấy thì cái sự hung dữ của anh như thế nào thì bây giờ Thánh Nguyên sẽ mời quý vị cùng Thánh Nguyên chúng ta sẽ đi vào nha quý vị nhá. Bây giờ Thánh Nguyên cũng đang lo lắng, đang hồi hộp đấy nha quý vị. Cho Huy, thăm đi. Đây. Cho em hỏi coi. Anh khỏe không? Khỏe. Khỏe hả? Ừ. Em nghe cái hoàn cảnh của anh cũng khó khăn, để em vào em thăm hỏi xem có giúp được gì cho anh không? Khỏi. Khỏi hả? Ừ. Thiệt mà em gửi tiền cho anh. Khỏi. Bây giờ này, em á là thay mặt cho các cái nhà hảo tâm, rồi thấy hoàn cảnh ở đâu khó khăn á thì em qua để em hỗ trợ tiền hay là những cái nhu yếu phẩm đó để anh có cái ăn cái mặc á. Đây là cái lòng tốt của em thiệt, chứ không phải là đó, em vừa mới thăm nhà của anh bên này này, rồi thấy nghe bảo cái hoàn cảnh của anh thấy cũng khó khăn để em sao em thăm hỏi xem. Anh có vợ con gì không? Không. Không hả? Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 50 à? Ô 50 mà trẻ đấy chứ. Rồi em thì có 20 mà nhìn giống như 50 này. Thấy không? Anh thấy em 20 tuổi mà nhìn giống như 50 không? Dạ. Yeah. Rồi cái căn nhà này là từ xưa mình ở đây luôn đấy hả? Hay là của cha mẹ để lại? Từ xưa tới nay ha. Rồi tối nay anh nằm nơi võng đây chứ. Mà sao cái bếp đó anh có nấu ăn không mà sao em thấy nó bị sập rồi kìa. Rồi cuộc sống hàng ngày của anh thì anh làm cái gì để sinh sống? Kiếm cá hả? Rồi đi bắt cá à? Ồ, bắt được hay chứ nhỉ. Nhưng mà mình câu à? Mình câu hay là mình chài lưới hay sao? Đó, chỗ nào khô bắt. À, là khô bắt. Sáng nay anh đã ăn gì chưa? Dậy. Sáng nay đã ăn gì chưa? Ừ, mới ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi hả? Mà sao trong nhà em thấy thuốc nhiều quá nhỉ? Chắc ngày cũng khoảng vài gói không? Ngày. Một hai ngày gói. Hai ngày gói? Ừ. Như vậy là được rồi. Ừ. Nhưng mà cái thuốc này nó nhiều cũng có hại cho sức khỏe lắm ạ. Từ xưa tới bây giờ là anh không có vợ con gì luôn á hả? Có. Do mình kén chọn à hay sao? Ừ, ngoài. Cho em tham quan qua cái nhà của anh vòng nha. Được không? Ừ. Dạ. Dạ, cái tủ này, đây là cái tủ thờ đấy hả anh? Đây là tủ thờ này, mà không biết. Dạ. Đây là có một cái giường mà này, bếp này quý vị này. Ôi giời, dơ quá trời dơ quý vị ạ. Để Thánh Nguyên xem trong cái nồi này là có món gì nha quý vị nhé. Bánh mì. Ôi giời, còn ba con cá. Chà. Sao nói vậy chứ em đi vào đây trò chuyện với anh mà em cũng chưa biết anh là tên gì này. Hả? Dạ. Dạ anh tên gì? Tên. Có nhớ tên không? Gì vậy? Hỏi là anh có nhớ tên không? Tên Huy. À, Huy hả? Trời ơi, tên mình mà sao không nghĩ mãi nhỉ? À, thấy hút thuốc nhiều quá nhỉ.
Rồi ba mẹ anh đâu? Chết lâu rồi. Ồ vậy đó hả? Rồi anh em thì sao? Đó nữa. Còn mình thế hả? Nan giải quá nha. Bây giờ không có anh em, ba mẹ thì mất rồi mà giờ ở trong cái căn nhà này rồi. Rồi một ngày như vậy mình đi bắt cá có được nhiều không? Bắt đủ ăn buổi sáng. Đủ ăn buổi sáng thôi. Buổi trưa buổi tối thì sao? Buổi tối được giờ rồi. Cái nhà này cái hồi đó là anh cất lâu chưa? Nhà 10 năm. 10 năm rồi. Mà 10 năm qua là nó vẫn vậy chứ cũng không có thay đổi gì hết. Mà sao cho em hỏi xíu nha. Anh bây giờ đang trai tráng vậy sao không có tìm một cái việc gì đó mình làm thì mình lo cho cái cuộc sống mình tốt hơn. Anh Huy. Dạ. Sao mình không đi tìm một cái việc gì đó làm cho nó tốt hơn? Vì ở ngoài á, ở ngoài có nhiều cái việc cũng tìm ra tiền cũng tốt lắm á. Có muốn đi làm không? Có đây nghỉ lâu rồi. Nhưng mà trước đó thì anh làm việc gì? Làm lúa. Làm lúa hả? Nhưng mà sau đó thì người ta không mướn nữa hay sao? Mướn người khác. À vậy hả? Nhưng mà do mình làm không được à? Hay là do người ta thấy mình sâu sao rồi người ta không mướn? Làm cũng được, không có mướn. Rồi bây giờ này, như lời hứa đó, em vào đây em thăm rồi em gửi anh tiền để anh mua những cái gì cần thiết nha, nhất là cái đồ ăn thức uống gì đó đó. Mà anh cũng biết xài tiền không? Xài tiền cũng biết. Cũng biết đúng không? Rồi đây là từ nhiêu? Mày hả? Tặng cho mẹ. Vậy thì ngon rồi. Rồi đây, từ này. 500. Rồi em tặng anh luôn. Không gửi tặng anh. Rồi bây giờ cái tiền này thì anh sẽ dùng vào cái việc gì anh chia sẻ cho anh nghe xíu nữa. Để thôi. Còn ngày. Đồ ăn thức uống ha. Rồi nếu như mà anh mà có một cái ước muốn gì đó, anh có ước muốn gì không? Không. Không có ước muốn gì luôn hả? Ừ. Rồi lâu lâu thấy trong người khó chịu hay là ấy chỗ nào không? Cũng khỏe. Cũng khỏe đúng không? Đâu có gì đâu. Ở nhà em này. Cho em xem cái radio sau xem coi. Okay, cái radio này. Đấy. Thấy đây bình thường chắc cũng hay mở thời sự nghe hả? Thế rồi có hay nghe ca nhạc không? Nghe từng 10 phút à? À 10 phút hả? Thế ở nhà có hay hát không? Hát tặng cho em một câu coi. Không biết. Không biết hả? Mấy khi em đến em thăm anh có câu nào hay hay thì gửi tặng cho em với các nhà hảo tâm câu gói. Trời ơi, cá hát rồi. Cá. Nhưng mà bình thường có ai đến thăm anh giống như em không? Không. Không hả? Đây là em là cái người đầu tiên đó hả? Có 3-4 người. Người có... mày lại. Trường hợp như sau này mà có cô nào đó thương thì có muốn lấy vợ không? Không. Sao vậy? Người có cái này lấy vợ.
Thì biết đâu đó người ta thương thì về người ta chăm lo cho. Hả? Đâu đó người ta thương về người ta chăm lo cho anh cũng được mà. Quần áo anh có nhiều không thì để lần sau tới em mua thêm cho. Quần áo cũng 4-5 cái. Ở đâu? Để trên võng này hết luôn á hả? Chúng có tủ để bỏ đồ hả? Có tủ. Tủ này đấy hả? Giải rác không hả? Như vậy là quần áo chỉ có để đây thôi đúng không? Ê, lần sau em qua em gửi quần áo cho anh nha. Hả? Bây giờ thích mặc cái đồ ngắn hay là đồ dài? Đồ cọc không ạ? Đồ cọc không ha? Lần sau qua em mua nha. Mà dép này, dép mà em cũng thấy sao mà nó đứt tùm lum rồi lấy dây buộc tùm lum vậy? Thì lần sau thì áo dài tay nhưng mà cái cọc thì được đúng không? Hả? Một cọc áo dài tay. Một cọc áo dài tay. Mà tối nằm đây có muỗi nhiều không anh? Muỗi ít hả? Mà đây cũng đâu có điện đâu. Rồi anh tắm rửa đâu? Xuống sông. Tắm rửa thì dưới sông, điện thì không có. Chà. Mà đúng thì ra là anh năm nay là 50 tuổi luôn á hả? Nhưng mà anh sinh năm bao nhiêu anh nhớ không? Một chín bảy chín hả? 1979 thì đâu đã đến 50. Chà, tàn thuốc lá nhiều quá nhỉ. Thôi bây giờ em đến em thăm hỏi anh chú về đó, để em gửi cho anh ít tiền, rồi sau mà còn có duyên thì em sẽ ghé qua nha. Rồi ghé qua thì em đưa quần áo cho nha ha. Rồi bây giờ em về nha. Rồi ok quý vị, hoàn cảnh của anh Huy đã thì Thành Nguyên đến đây thì Thành Nguyên cũng đã thăm, cũng đã ghi nhận đây. Thì cũng rất là mong và hy vọng rằng là cái hoàn cảnh của anh sẽ được nhiều sự quan tâm của tất cả quý vị trên cộng đồng nha quý vị nha. Rồi ok anh ha, chúc anh sức khỏe nha. Rồi, xin chào quý vị.